Bới đâu ạ? Con mẹ ơi, nó đeo mày. Nó đang bệnh. Nó đang đau. Ra ngoài. Cho đi á. Đi đi con. Đi không? Có thích đi bơi không? Chở ra ngoài đi. Coi nó giùm tao, tao ở nhà ở việc chút tao ra. Mày học tống được nữa hả? Chờ tao chút nha. Ok. Cháu chờ xíu con. Hello bà con. Trời ơi. Gì? Chờ tôi chút nha. Để tôi chia sẻ bài viết này vô những cái nhóm của thợ xăm để cho họ biết được sự việc. Tôi là phát cái livestream này quan trọng là muốn đưa tới các bạn thợ xăm coi, chứ không phải là chém gió bình thường như mỗi ngày nha bà con. Ủa nhưng mà hình như là cái máy hội thợ xăm nó phá tôi ra hết rồi bà con ạ. Không hiểu tại sao luôn. Hello, hello. Từ từ nha, để tôi mời ông Vinh đây. Thêm. Rồi, đã thêm rồi đó. Ai? Hello, xin chào mọi người. Có thợ xăm nào vô chưa ta? Về cái tôi phát livestream này tôi nói về cái vụ việc mà hôm nọ tôi với ông Vinh cũng là phát để nói về cái vụ mực giả, xăm mực giả hay mực thiệt hay là mực có chứa tạp khuẩn gì đó ở ngoài Hà Nội á. Thì hôm nay là đại diện của hãng Dymix là cái người sản xuất cái mực đó đã qua Việt Nam và ngày mai sẽ tới tiệm tôi ở trong Sài Gòn, tiệm tôi đang ở quê, để trả lời câu hỏi của một số người đang thắc mắc về mực đó, và ổng sẽ nói ra những cái người phân phối chính hãng của Dymix ở Sài Gòn, ở Việt Nam cho mọi người có chỗ để order an toàn và chất lượng. Mình nói nữa là sao ông Vinh? Mời mấy anh em thợ xăm lên đi kìa. Rồi thì ngày mai, hồi nãy Vinh vừa đi gặp nhà sản xuất Dymix, họ đến Việt Nam. Rồi để họ cũng muốn xác thực về cái chuyện mà mực giả mực thật ở cái thị trường Việt Nam như thế nào, như thế nào. Với lại cũng muốn chọn ra 6 cái nhà phân phối để họ gửi gắm cái sản phẩm của họ mà để bán trong thị trường Việt Nam, thì ai cũng biết họ là ai và nó như thế nào. Thì ngày mai sẽ là ngày mà để cho chính cái nhà sản xuất đó nói ra cái điều đó. Chứ Vinh cũng không muốn nói trước cái sự kiện đó được diễn ra ở VS Fly. Đúng rồi. Quan tiện tôi chơi, coi tôi mời. Họ xong. Nếu mà thợ xăm nào ở Sài Gòn muốn hỏi cái kiến gì đó về mực mà mình muốn được giao lưu trực tiếp với lại cái nhà sản xuất luôn thì mình cứ đến và mình cứ hỏi. Ngày mai tụi tôi sẽ ghi hình cái cuộc nói chuyện đó lại và phát lại cho các bạn nào ở xa mà có muốn coi cái buổi chất vấn đó. Tại vì ngày mai là nếu mà bạn thợ xăm nào rảnh rỗi á, thì ghé tiệm tôi, có câu hỏi nào dành cho nhà sản xuất thì cứ hỏi. Ông nói là ông không có ngại gì hết á. Nên mình muốn biết gì cứ hỏi. Ở Việt Nam không phải là ông đang đi tìm kiếm thị trường mà ông muốn tới để giải thích cho cái tên của hãng ông thôi, chứ hãng của ông là nhiều nước trên thế giới sử dụng lắm, không trừ gì Việt Nam. Nói chung là một ngày ông bán có 4.000 chai mực thôi à. Ừ. Thì ông cũng không cần thị trường nữa. Nhưng mà đây là theo lời kể của anh Vinh thôi, tôi không phải là người gặp ông. Ông nói gì đó. Ông nói là ngày ông bán 4.000 chai mực là được rồi. Ông không có thời gian để làm thêm chai mực tới 4.000 để họp. Em bắt nó nhảy xuống đường, ông nước.
Đúng ra cái hồ đó mà muốn ra tìm bán một giả thôi, tìm ra người bán một tập để ổng đặt cái niềm tin về ổng, đặt cái sản phẩm ở của ổng ở nơi đó để mà bán cho thị trường. Còn bán nào bán một giả thì ổng tới ổng mời đi cà phê thôi. Nói chung là mấy bạn thợ xăm là ngày mai tới tiệm tôi để đặt câu hỏi, còn ai không thích tới thôi. Đúng rồi, thì cũng sẽ được tôi công bố trên YouTube hoặc là trên Facebook hoặc là những cái trang mạng truyền thông khác, mạng xã hội tôi biết. Đúng rồi. Không ngày mai nha. 10 giờ rưỡi tôi đi đón các bạn về tiệm của tôi. Ông sẽ là người nói luôn chứ không phải qua tôi. Còn cái ekip của tôi làm việc tôi muốn công khai chứ không phải là dàn dựng sắp xếp ở một cái hộp kính nào đó hoặc là ở một cái hấp nào đó. Ngày mai thì chắc là ông cũng sẽ giới thiệu cho mình biết được thế nào để phân biệt được chính xác cái chai mực của hãng ổng và những chai mà người khác làm không phải hãng ổng nha. Có người kêu tôi bữa nay đẹp trai quá kìa. Bữa nay tôi chuyển một cửa hàng để đi gặp một chủ một nhà sản xuất thì phải đẹp trai luôn em. Chứ để không ta cười vỡ mặt. Ông đưa mới thành kẹo đi. Như vậy. Ủa sao? Sao hai người xa nhau rồi hả? Trời ơi. Bữa nay xa nhau cho đỡ đau khổ bà con ơi. Alo. Hả? Đúng rồi, tôi đang ở quê chuẩn bị cái event đây bà con. Ngày 24 nha, tôi là coi ngày đẹp trời rồi. Có mời Đăng Vinh ra không? Có mời Đăng Vinh tham dự không? Nhiều mà. Có mời Đăng Vinh tham dự không? Tôi thấy đặt chiếc xe nguyên 18 công nhạn ở trong tiệm xăm đã đặt vé xe ra Bình Định rồi nha. Anh em nào không gặp hãng mực Dynamic thì gặp tiệm xăm VS Style ở Hoài Ân nha. Hello. Đúng rồi. Rồi, cái này là tôi đang phát livestream mời mấy thợ xăm ai mà đang có tương tác Facebook. Tôi cũng hành thiện lắm nè. Là để đến tiệm tôi vào ngày mai để gặp hãng mực Dynamic nha. Tôi cũng muốn đặt nhiều câu hỏi chất vấn hãng đó lắm. Tại vì đó giờ đây nói nhiều quá. Tôi là xài Dynamic. Ê, đang nói chuyện đừng chọt cái mỏ vô nha. Tôi cũng hành thiện lắm, tôi cũng là một con thợ xăm sử dụng cái thương hiệu mực đó các bạn. Khi tôi bước vô ngày xăm thì cái mảng mực đó làm cho tôi có cái ấn tượng. Nên tôi sử dụng mực hầu là hầu như tôi không quan tâm đến những mực khác luôn. Và ngày hôm nay tôi được ngồi nói chuyện với lại cái thằng thành lập ra cái thương hiệu đó ở bên Mỹ. Tôi được ngồi nói chuyện phỏng vấn về dưỡng giả mực trên cái thị trường Việt Nam là cái đất nước của tôi làm nghề. Thì tôi rất là tự hào. Nên tôi mong muốn các bạn nào làm nghề mà muốn vô để xin giới thiệu cái gì mực thì ngày mai đến tiệm của tôi để mình được buổi giao lưu và trao đổi. Nói tiệm chứ làm gì mày? Thôi là thật thấy thì muốn tiệm tiệm quá. Ngày mai đi xin. Cái gì? Ở tiệm tôi ngày nào cũng có khách hết bà con. Nè. Khách đang chờ tôi xăm nè. Có hiện sáng mà giờ nó qua mình đang ngồi chứng gió. Cái gì? Hậu quả của việc không ở gần nhau hả? Ông giật nói hết trơn hả? Chết mặt em chưa? Trời ơi! 8-9-10 à, mà anh em thợ xăm mai qua tiệm tôi hỏi đây mấy cái gì? Hoặc là ai ở xa muốn hỏi đây mấy cái gì á thì gửi câu hỏi qua. Gửi câu hỏi qua cho ông Vinh ngày mai sẽ quay lại hết. Sẽ ví dụ như ông Vinh đang đứng làm việc. Rồi. Đây. Nó dùng cái nguồn cho taxi là thấy. Lưu to. Hello. Chào. Xong chưa? Hai. Chết nha. Chết gió đi. Mẹ, chào mẹ. 22 con về. Mang về.
Về chứ. Hôm nay con về mẹ. Sửa chua nhà làm mấy bạn ơi, ủng hộ mẹ mình đây, ủng hộ mẹ mình đây. Bây giờ tôi thoát ra cách nào đây? Ủng hộ gì bà con? Tôi đâu có gì đâu ủng hộ. À quên, lại chủ quay về chủ đề chính. Ngày mai anh em nào, anh em thợ xăm nào rảnh thì qua tiệm nha. Để nói chuyện với hãng đài mới kìa. Qua tiệm tôi uống cà phê. Rồi, qua tiệm tôi uống cà phê hả? Không, ông đó là nhà sản xuất của đài mới, là người nước ngoài, người Mỹ nha bà con. Là CEO. Ông nào người Việt Nam luôn nha. CEO, thành lập luôn. Ông mới qua tới Việt Nam hồi nào? Qua. Hôm qua là ngày 19. 18 à? Là ông mới qua tới Việt Nam hôm qua và hôm nay chắc là nghỉ ngơi thì ngày mai là bắt đầu vào việc á. Lý do chính ông qua là vì cái sự vụ mà mười mấy người xăm mà bị hoại tử với lại bị viêm da rồi là bị nổi mụn nước rất là nhiều á. Thì khi ông làm việc ở Sài Gòn xong rồi ông cũng sẽ ra ngoài Hà Nội làm việc. Em chia sẻ lên các xăm, nhóm xăm rồi hả? Cảm ơn em nha, trời ơi. Mấy nhóm xăm nó xóa chị hết trơn rồi. Ngày xưa là không có một cái nhóm xăm nào mà không có mặt Phạm Mai hết á. Mà từ ngày sau mà người ta ghét tôi sao á. Trong khi tôi từ ngày mà Phạm Mai nhìn chuyện quá đó thì người ta ghét con em. Trơn à. Cái gì? Từ nói ngày mà nhiều chuyện quá nó ghét đến rồi. Ủa nhiều chuyện á đâu ghét đâu. Nhiều chuyện để cho xóm làng nó vui thôi. Ta muốn giấu bà cứ môi ra sao ta chịu. Tại vì giấu. Đẹp khoe xấu che mấy thằng giấu là đẹp mà giấu cái xấu không? Mình vô mấy hội thợ xăm á, ngoài việc giao lưu học hỏi rồi mình hóng mình hớt thì mình cũng không có chia sẻ bài của mình hay là mình cũng không gây phiền hà hết vậy mà. Ta cắt miếng rồi. À, ai ở trong hội thợ xăm á thì chia sẻ vô giùm mình nha để cho mấy thợ xăm biết. Thợ xăm nào ở xa muốn hỏi dynamic cái gì thì ghi giấy đi. Rồi tụi tôi gom lại tụi tôi hỏi giùm cho. Không ngờ lại luôn cái gì. Ở trong danh sách bạn bè tôi cũng nhiều thợ xăm nên tôi livestream này coi có anh nào vô rồi tôi sẽ nói luôn cho mấy ảnh qua. Đó giờ tiệm tôi mực đen 90% là tôi xài của Dynamic rồi bà con. Lâu lâu tôi có dùng những cái mực khác. Nói chung là mực nào tôi cũng sử dụng qua nhưng mà tôi vẫn trung thành với Dynamic tại xài quen rồi. Nên là cái này mình rất là quan trọng. Cái mực là quan trọng nhất. Tại nó là cái dung dịch được tiếp vô vào máu của mình. Nếu mà mình xài cái mực mà không ổn thì hàng của mình không ổn mà mình cũng không ổn luôn. Trên người tôi nè toàn Dynamic á, cái cổ này cũng là Dynamic, tay à không, mấy cái màu này là của NTC với Internal, chân là màu đen rồi là của Dynamic hết bà con. Thì tôi xài Dynamic chỉ có hai màu đó là đen và xanh ngọc. Tụi tôi xài mà có tuyển chọn hãng nào tôi cũng xài hết á, hãng nào order về thử á, cuối cùng mình xài cái nào tốt nhất thì mình xài. Ủa sao hôm nay qua mặt heo quá ông à? Ông đi Phú Quốc rồi. Ông đi Phú Quốc rồi bà. Nãy đi gặp ông đó làm sao? Ổn không? Ổn, anh ổn làm nghe. Làm sao biết được đó là đại diện của Dynamic? Có giấy tờ gì không? Không, ông đó là người sáng lập bên luôn. À. Ông là người sáng lập ra hẳn mực Dynamic của bên đó luôn, chứ không phải là người đại diện nữa. À. Là boss đó. Ok, mai gặp Big Boss à? Đi cũng hay một thằng người Trung Quốc nữa. Thằng đó cũng là đại diện ở Trung Quốc phân phối mực của Dynamic. Là của Trung Quốc đúng không? Không, Trung Quốc nó nhập của ông luôn. Ông đó là đại diện của Trung Quốc đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, cái thằng đi chung với cái ông người nước ngoài á. À. Cho ông mà cho ông boss á. Là nó qua Trung Quốc nó mời thằng đó nữa. Ok. Tại vì ở thị trường Việt Nam chưa có, chỉ có từ thằng mình lấy hàng đúng rồi. Thị trường Việt Nam chưa có nhà chính thức phân phối của Dynamic. Đợt này qua chọn được 6 người. Miền Nam 3 người, Bắc 3 người. Để làm đại diện nó sẽ... Thì ngày mai nó sẽ là người đó rồi. Đúng rồi, nó sẽ phân phối mực của nó về đây. Đó, thì phân phối là mình không biết. Chẳng qua là mình là khách hàng của thằng Dynamic thôi.
Còn nó kiếm nhau khối cãi nó chứ. Giờ đừng có đòi mình không quan tâm, mình không làm supply. Đúng rồi, đúng rồi, mình không quan tâm. Thằng nào tốt để cho mình mua, mình đỡ bị ấy, thằng hàng của mình đỡ bị ấy thôi chứ mình quan trọng. Mình chỉ làm truyền thông thôi, chứ mình không có tranh giành supply má ơi. Đúng rồi. Tụi tôi chỉ là những người nhiều chuyện ở trong giới xăm thôi. Để tụi tôi giống như những người gây lại sự khách của nghề xăm. Người gây sự khách thôi. Để biết được làng xăm Việt Nam á, rộ lên từ khi nào, rồi bắt đầu từ đó những cái nét văn hóa xăm nó phát triển ra sao. Tụi tôi muốn có cái truyền thống thì tụi tôi đi làm truyền thông thôi bà con. Chứ đó giờ nghề xăm á, các thợ xăm chỉ biết bào 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 kiếm tiền, đâu ai làm đẹp cho cái nghề lên hoặc là ghi lại lịch sử ngành nghề là những ai như thế nào, rồi hình của ai là đẹp nhất thời điểm đó, rồi hình của kỹ thuật nào, rồi thể loại nào, đâu ai làm việc đó. Tụi tôi rảnh mà. Chứ không phải vậy nha, tôi làm gì với lại đang mít những mốt tôi mở supply đâu nha. À không phải đâu nha ba. Làm cho cái nghề của mình không có truyền thống, làm cho bị người ta coi thường, kêu phong trào, chào lưu, trời ơi chào lưu á. Ông không, bà tôi không có truyền thống sao, có Việt Nam đó thăm mình mà chào lưu. Không có truyền thống sao có truyền thống. Bây giờ có truyền thông nè, có bà tán nhiều chuyện nè, vậy mà bị ghét, bị chửi, hắt hủi. Như có chói. Hello, có người yêu chưa ạ? Không, chưa. Không ai dám chơi, tôi không biết tôi nhiều chuyện mà dám chơi, chơi kỹ cả. Tôi đang đi không ai, không ai chuyện kỹ lắm, muốn thông tin gì của tôi. Ngày thứ bảy tôi khai chiên, ý lộn, khai trương tiệm xăm ở ngoài quê nha. Khai chi? Khai chiên gì mày? Khai chiên mày? Mày. Đó. Nên, tôi sẽ xăm miễn phí hình mini y như bữa sinh nhật tiệm ở Sài Gòn vậy đó. À, ngày 22 là sẽ có 18 thanh niên viên tay bon bon lên xe ra ngoài này. À, chưa kể ở ngoài này có 3 anh niên nữa là tổng cộng 21 thanh niên viên tay đang về thuê khách sạn Ấn Độ chứ đâu. Chắc hả? Để nhận nó mất rồi mẹ, để liên hệ với bà. Mẹ. Không. Để nhận kiếm nè. Để coi. Chỗ quán tao á. Yeah. Yeah. Ờ. Không cho ngủ hả? Chiếm chứ gì kìa. Chiếm hả? Ở này tao thấy cũng rẻ mà. Ngồi này nọ, ngủ mấy lần nó rồi lại đủ một rẻ. Gì? Ờ, khách sạn quê tôi rẻ lắm bà con, ai muốn đi xăm khách sạn có trăm mấy ngày à. Sao có về được không? Nhưng mà tôi xấu về rồi. Đúng rồi, khai chim tiệm xăm. Ý nói khai kim á. Trời ơi, ở quê tôi nắng nè bà con. Đấy, nắng chan chan giờ. Quẩy vọng trong nắng dài nè. Quay họng trong coi. Vô trong luôn em. Thằng Bảo nó đang làm trong đó bụi lắm. Đi vô chứ nó ngưng lại đừng làm. Cho coi cái. Tại chắc bà con đi vô, tôi còn ở công trình này chưa xong cho nên nhà bụi mù lắm. Trời ơi, bụi lắm. Đấy. Ông Bảo nó đang làm thợ điện. Ngày xưa trước khi đi học xong nó đi học điện nên nhà tôi có thợ điện luôn bà con. Bảo làm gì? Đục tường hả? Nó đục tường làm ổ điện. Làm trầm dễ nhiều. Trời ơi, bụi mù lên này nè. Phòng ở. Phòng tao với ông ở. Bự gì vậy? Em hãng lên cũng đang tới em làm nha. Mày điên à. Ông Vinh làm đề con mà mày câu hãng này. Để tự đợi nha. Lát ơi, lát. Đợi nha lát. Đợi mời cái phòng coi cái phòng làm cái phòng ngủ như thế nào nha không. Ơi bạn tôi bà con. Nó là đại bàng ở quyền.
Quỳ không đạo mà. Người ta kêu nó đại bàng nhưng mà hình tướng nó giống hà mã hơn. Con cúng cái gì à? Có chứ để kêu cậu ấy múa lân rồi nữa. Lân nào? Kêu mấy nhóc ở đây múa nè. À, mai mốt tôi khai trương có múa lân luôn nha. À, bây giờ nói cái tập cái gì múa lân rồi cúng kiến gì để đưa ra làm gì cũng được. Này. Tôi liên hệ tôi kêu ra bà biết cái đâu mà bị chặt. Cái gì đây? Chị ơi, tư vấn em về nghề với à? À, tư vấn như nào? Bây giờ muốn hỏi gì về nghề thì cứ hỏi đi. Chưa em mà. Nói thiệt với bà con là từ lúc mà tôi bắt đầu đi học thanh tới bây giờ là hầu như ngày nào tôi cũng chỉ có xăm câu chuyện của tôi liên quan tới xăm thôi. Không liên quan tới xăm, ít nói lắm bà con. Nên bây giờ là... Sáng 24 là chưa 23, ta phải có một cái hướng dế trước, ta đi hướng dế đó mà. Khi anh vô, chị ơi, khi nào có ở tiệm em tính qua xăm mà có chị em mới qua chỗ quỷ sứ à? Đúng rồi. Tại chị khai trương ngoài này mấy ngày nữa xong rồi chị mới vô nha. Khi nào chị vô chị nhắn cho em nha. Bé yêu. Rồi, ok đó. Bảo nghỉ đó, rồi đó, đó. Chuyển qua làm thợ xây luôn hả? Không. Nó vẫn làm xăm à. Nhưng mà giờ tôi cho nó nghỉ làm xăm mấy bữa cho đi làm thợ điện là con. Trước khi làm xăm nó làm thợ điện mà. À, chết mẹ, quay trở lại với lại cái chủ đề chính là tôi mời má anh em thợ xăm ngày mai qua tiệm tôi để hỏi về cái hãng mực Dimex chi tiết của cái vụ mà 16 khách bị nhiễm trùng, bị viêm da, bị gì đó, mực có chứa tạp khuẩn hay không gì đó của Hà Nội vào thời gian vừa qua, nó rầm rộ trên thời sự, rầm rộ trên báo, trên mạng xã hội á. Thì có cái câu trả lời chính xác nhất vào ngày mai, nếu mà anh em thợ xăm nào ở xa thì có thể gửi cái câu hỏi qua inbox cho tôi đi, rồi ngày mai tôi sẽ gửi câu hỏi đó cho thằng Bob. Mai là Bob là ông người sáng lập ra cái hãng đó sẽ trả lời luôn á, chứ không phải là đại diện hay là gì nữa. Nên là ai thắc mắc gì cứ ấy nha. Thôi, nếu mà muốn chém gió để xíu tôi live stream chém gió. Còn bây giờ tôi tắt live stream này chứ để nó loãng. Tự nhiên tôi kêu mấy người thợ xăm vô, tôi kêu qua tiệm tôi cuối cùng tôi chém gió bà con à, người ta coi người ta ghét. Vậy nha, có gì chút nữa chém gió sau. Bye bye.